Chào mừng tất cả các bạn đang đến với NuDoc Radio, sống đơn giản cho mình thanh thản. Đã bao giờ bạn ngồi trước máy tính, lắng nghe một điệu nhạc và cảm giác mình muốn viết một điều gì đó nhưng lại dường như bất lực hay chưa? Đã bao giờ trong đêm vắng lặng, bạn một mình trong căn phòng với những nỗi buồn trên vên, rồi cảm giác rằng mình có thể òa khóc nức nở khi tiếng violin vang lên dịu dàng? Đó chính là cảm giác của tôi mỗi khi lắng nghe âm nhạc của Secret Garden, lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng vỗ về những tâm tư còn dang dở. Khi được anh Hoài Hưng, người sáng lập ra thế giới nhạc không lời warm.net, gợi ý bảo tôi làm một chương trình radio về Secret Garden cho website, tôi đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Bởi nếu có ai hỏi tôi New Age là gì, tôi sẽ lắc đầu chịu chết. Hay nếu có ai hỏi tôi có bao nhiêu thành viên trong Secret Garden, cho đến trước chương trình này tôi cũng không biết. Nhưng nếu bạn muốn biết cảm giác của tôi về âm nhạc của Secret Garden, thì xin bạn hãy dành cho tôi vài mươi phút để tôi có dịp chia sẻ với bạn câu chuyện về một tình yêu. You are the wonder and the mystery.
nói mà các bạn vừa nghe được tôi lược dịch từ bài hát The Things You Are To Me do Ellen Page thể hiện trên nền nhạc không lời của bài The Song From A Secret Garden. Đây cũng chính là album đã đưa tên tuổi của nhóm đến với khán giả yêu nhạc không lời nói chung và thể loại New Age nói riêng. Ngoài ra, bản nhạc The Song From A Secret Garden còn được chọn làm nhạc nền cho bộ phim Hàn Quốc do nam tài tử Bae Jong-jun thủ vai vào năm 1995. Hơi ngạc nhiên một tí phải không các bạn? Nhưng chắc các bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn khi được biết rằng bản nhạc Adagio mà chúng ta đang thưởng thức cũng đã là một trong những bản nhạc nền của phim 2046 nổi tiếng của đạo diễn Vương Gia Vệ do nam tài tử Lương Triều Vĩ, nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc, Trương Tử Di thủ vai. Người ta hay ví von 2046 như là phần 2 của bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu đã từng rất thành công của đạo diễn Vương Gia Vệ. Sáu giàu chất truyện, nó xen lẫn quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời xáo trộn giữa suy tưởng và hiện thực. Nhân vật chính là một nhà văn. Anh giả từ năm 2046 để trở về quá khứ, đi tìm những khoảnh khắc đẹp của đời mình. Về Hồng Kông những năm 60, anh lại tiếp tục viết, viết để sống và viết về thừa tương lai, về năm 2046. Cảm hứng bắt nguồn từ cuộc sống xung quanh anh, những người đàn bà anh gặp và quan sát. Tiểu thuyết nửa thật, nửa hư ảo, nhào trộn giữa những người sống năm 60 và viễn cảnh của một cuộc sống trong năm 2046. Tôi đã xem bộ phim này ít nhất là 3 lần, và lần nào cũng bị bộ phim ám ảnh. Phim có rất nhiều cảnh nóng nên được xếp vào dạng phim dành cho người trên 18 tuổi. Nhưng điều ám ảnh tôi không phải là những cảnh nóng bỏng, mà là nội tâm của nhân vật. Bộ phim không có nhiều đoạn đối thoại, chủ yếu là độc thoại nội tâm của nhân vật nam chính. Đó là những câu thoại bạn chỉ mất vài giây để đọc, nhưng có khi cần cả đời để có thể thấm thía được. Tình yêu tất cả đều là vấn đề của thời điểm. Gặp người dành cho bạn quá sớm hay quá trễ đều không có ích gì. Nếu tôi có thể sống ở một nơi khác và một thời gian khác, thì có lẽ câu chuyện của tôi đã có một kết thúc rất khác. Thank you.
Sự thành công của 2046 có phần góp mặt rất lớn của Secret Garden. Khi tôi xem đến phân đoạn nam nhân vật chính nhìn theo cô nàng, người máy đầy tuyệt vọng trong tiếng violin của Adagio vang lên, tôi thấy lòng mình cũng chùng xuống một nhịp. Nhạc của Secret Garden nhẹ nhàng, nhưng đôi khi lại buồn quá đỗi, như những dòng viết mà bạn Ocean đã tâm sự trên một diễn đàn về bản nhạc mất thương và khúc mà các bạn đang nghe sau đây. Nhạc của Secret Garden thường buồn, buồn lắm. Có những đêm lòng tôi đầy tâm trạng, với tay bật một CD của Secret Garden, cái buồn lạnh lẽo cứ từ đâu đó mà tràn chảy vào lòng, dường như để mua tấm vé bước vào cổng của thế giới sâu lắng u uất kia, người ta phải đổi lấy những giọt nước mắt. Tôi nghe cả khúc Nocturne lần đầu khi tấp vào một quán cà phê ở đường đi chính hẳn để trú mưa. Vừa nghe mưa vừa nghe ca khúc này, tôi ước sao cơn mưa ấy đừng bao giờ dừng lại. Secret Garden đã từ ngày mưa ấy dẫn tôi vào một thế giới kỳ lạ, có lẽ đông người lắm, mà sao tôi chỉ thấy mình hoang đàn và trơ trọi. Viết về nó là viết về cái kim nhọn sẵn sàng chọc thủng những túi nước mắt đang chờ trực trào ra trong bạn. Hãy bước qua nỗi buồn bằng cách đi xuyên qua nó bạn nhé.
Nhưng nếu nói nhạc của Secret Garden chỉ toàn dẫn con người ta vào tâm trạng buồn chán thì quả là u uất cho hai nhạc sĩ quá các bạn ạ. Tôi còn nhớ rất rõ một buổi đêm ở trong phòng trọ một mình. Ngoài trời thì mưa gió và trong lòng tôi dường như cũng có một cơn bão lớn. Chiếc đồng hồ trên bàn cứ tích tắc đều đặn đếm thời gian. Tôi cứ ngồi bên bề cửa sổ nhìn vào màn đêm thâm thẳm. Thỉnh thoảng có những ánh chớp lóe sáng, xé tan bầu trời. Cuộc đời tôi vào thời khắc đó cũng mịt mù như màn đêm, nơi xứ lạ quê người và một tương lai vô định. Cái gương mặt tươi cười máy móc ban sáng đã được gỡ bỏ để thay bằng đôi mắt vô hồn và ráo hoảnh. Người ta thường không muốn mình khóc vì khóc là yếu đuối. Nhưng bạn của tôi ơi, nếu khi nào bạn cảm thấy muốn khóc, tôi mong bạn đừng kìm nén, hãy khóc thật lòng. Vì trong cuộc đời sẽ có những lúc bạn muốn khóc, nhưng hình như nước mắt cũng đã mạnh mặt với bạn. Bạn chỉ có thể mỉm cười chua chát lúc đó mà thôi. Rồi tình cờ không hẹn trước, list nhạc của tôi lại vang lên bản Pastoral trầm mặc. Tôi mơ hồ thấy sự ấm áp trở lại, như có vòng tay ai đó đang ôm chặt. Rời khỏi bề cửa sổ, tôi thắp nến lên và trở lại giường ngủ. Căn phòng lập lòe thứ ánh sáng huyền diệu, hơi ấm trong chăn dần đưa tôi vào giấc ngủ. Trong tiếng thì thầm của bài hát vào một đêm giông bão, tiếng thì thầm cho tôi biết ngày mai sẽ là một ngày mới và mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Miễn là tôi tiếp tục sống, tiếp tục tình yêu và tiếp tục hy vọng. The rain beats hard at my window while you so softly do sleep, and you can't hear the cold wind blow. You are sleeping so deep. Outside it's dark, the moon hiding, by starlight only I see the host of the nighttime go riding, but you are safe here with me. So while the world out there is sleeping and everyone wrapped up so tight, oh, I am here at vigil keeping on this stormy night. I promised I always would love you if skies would be gray or be blue. I whisper this prayer now above you, that there will always be you. Sometimes we're just like the weather, changing by day after day.
As long as we'll be together, storms will pass away. I said I would guard and protect you and keep you free from all harm. And if life should ever reject you, that love would weather each storm. So while the world out there is sleeping and everyone wrapped up so tight, oh, I am here and they will keep him on this stormy night. I promised I always would love you. The skies would be gray or be blue. I whisper this prayer now above you, that there will always be a song for a stormy night. Câu chuyện nào rồi cũng phải đi đến hồi kết. Cảm ơn bạn đã ngồi lại và lắng nghe câu chuyện tình yêu của tôi. Câu chuyện tình yêu tôi dành cho âm nhạc của Secret Garden, cho cuộc sống và cho cả những người thương yêu. Và bạn của tôi ơi, một lúc nào đó buồn bã, một lúc nào đó cô đơn, tôi mong bạn nhớ đời còn có âm nhạc, còn có một thế giới nhạc không lời, và những người bạn dễ thương ở đó luôn sẵn sàng chia sẻ tâm sự của bạn. Hy vọng bạn đã có những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhoài, hay đã có thể lắng lòng mình lại để tiếp tục mỉm cười. Vì là lần đầu phát sóng nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn cho chương trình radio phát sóng từ warm.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. You
return when you lay your mantle around me. At rest I will be where the heart will not yearn. Then my land will ever surround. Calling me home to you.